Dạ ba, là chóp có một mặt bên vuông góc với mặt đáy, tức là hai mặt phẳng vuông góc với nhau. Ở đây trong bài này thì cho các bạn cái ví dụ luôn để các bạn sẽ hiểu nhá. Thì cho các bạn cái chóp SABC có mặt phẳng SAB là tam giác vuông, có mặt bên SAB vuông góc với đáy và tam giác ABC là vuông tại A. SAB là tam giác đều. Gọi cái thằng H và M, chỗ này là điểm H nhé. H và M lần lượt là trung điểm của AB và AC. Và có M là tâm đồ trường ngoại tiếp của tam giác ABC. Do đó MA bằng MB bằng MC, được chưa? Thì các bạn nói chung là thầy sẽ vẽ hình cho các bạn để các bạn hiểu phương pháp. Đọc này thì nó hơi dài. Dễ mà. Nào. A B C. ABC thì cho vuông tại A. Ok. Mặt phẳng SAB vuông góc với mặt đáy nhá, SAB vuông góc mặt đáy. SAB vuông góc mặt đáy. Thì ở đây nó đó đều rồi. Thì các bạn sẽ dựng ra đường K. S. Chưa? Đều nhé, các bạn phải lấy đường trung điểm trước nhé. Rồi các bạn vẽ thẳng đứng lên nhé. Đó, bởi vì đường cao của mặt bên ấy, nó chính là đường cao của chóp luôn. Rồi, thế bây giờ làm nào xác định được tâm mặt cầu ngoại tiếp của cấu chóp này? Nào, tâm mặt cầu ngoại tiếp của chóp này các bạn xác định sau. Đầu tiên là các bạn vẫn xác định cái gì nhỉ? Chụp đáy trước đã. Chụp đáy. Chụp đáy là gì? Tận đi qua tâm đồ tròn ngoại tiếp của tam giác ABC. Chụp được cạnh huyền này. Vuông tại A, chụp được huyền này. Đây các bạn dựng ra chụp đáy. Đúng không? Dựng ra chụp đáy. Rồi, D đây. Chụp đáy D, đi qua tâm đồ tròn ngoại tiếp. Rồi, nó gọi M và H là trung điểm của AB và AC. H và M, AC kẹo đi. Bây giờ chúng ta sẽ xác định được như thầy như này này. Những cái điểm nằm trên cái trục đáy D này đều cách đều AB và C rồi. Vậy các bạn cần cắt đều nốt đỉnh S là xong. Vậy ở đây S của các bạn ấy, vì hai mặt phẳng vuông góc với nhau thì các bạn sẽ tìm cho thầy tâm đồ tròn ngoại tiếp đáy của thằng này. À, tâm đường tròn ngoại tiếp của tam giác SAB. Tâm đường tròn ngoại tiếp của tam giác SAB nó chính là trọng tâm luôn, chia thằng này 2 phần 3 ra. Đây. Thì gọi đây là gì? Đây là G nhá, đây là G, trọng tâm. Và từ điểm G này các bạn sẽ kẻ thành cái trục đáy. À, trục đáy sang ngang như này. Là nó vuông góc với đáy nhá, vuông góc vào đáy, vuông góc vào đáy luôn. Khi nó vuông góc như thế này này thì nó cắt thẳng tại điểm Y. Thì có phải là đây GI nó chính là trục đáy của đáy SAB không em? Nhắc lại, GI là trục đáy của SAB. Cho G là tâm đường tròn ngoại tiếp của SAB. Các bạn kẻ vuông góc ra, đúng không? Là kẻ song song với đáy. Đó. Thì bây giờ các bạn nhiệm vụ là thấy ngay là điểm I này sẽ cách đều SAB. Và điểm I này của các bạn này cách đều ABC. Nó nằm trên trục đáy. Vậy cách đều hết các đỉnh rồi còn đâu? Đúng không em? Vậy ở đây, chúng ta sẽ nói nhé. Bán kính của bạn nó chính là thằng SI. Được chưa nhỉ? SI hoặc là SA, SB, SC tùy các bạn. Đó, IS. Ok. Thế bây giờ nhiệm vụ các bạn tính IS như thế nào? Đây cách trình bày, cách để dựng ra hình nhá. Các bạn có thể nhớ cũng được, không nhớ cũng được, không sao cả. Các bạn chỉ cần hiểu là em muốn dựng ra, em tìm trục đáy ở mặt đáy và em tìm trục đáy ở mặt bên, em kẻ cho nó cắt nhau. Thì đó chính là tâm. Được chưa? Vậy cái công thức để tính nhá, thằng này R của chúng ta sẽ là thằng gì em nhỉ? SIS. Thì tìm IS như thế nào em? IS của em ấy, em sẽ dùng Pythagore để em tính. IS của em theo công thức là Pythagore nó bằng cái gì em nhỉ? Nó bằng là SG cộng với cả GI bình phương. SG bình cộng GI bình phương. Nào, thì bây giờ SG bằng cái gì? SG nó đơn giản, nó chính là bán kính của đường tròn ngoại tiếp mặt bên. Được chưa nhỉ? À, cái đường tròn ngoại tiếp mặt bên thì gọi là R của mặt phẳng SAB bình phương. GI là cái gì? Thì GI các bạn để ý này, thằng này vuông góc này, đúng không? Thì thầy kẻ sang đây. Đó, cắt tại điểm O. Vậy ở đây GI nó chính là thằng HO. Nó bằng HO luôn em ạ. HO. Thế tính HO là cái gì? HO là cái gì? À, HO của chúng ta các bạn dễ dàng tính được HO bằng cách là lại dùng cho thầy tiếp tiếp đến cái thằng Pythagore. Xin chào. Đến, tiếp đến Pythagore. Thì lấy HO đây là có vẻ không thông minh cho lắm. Thế là mình lấy ra vuông tại C nó hay hơn. Ok đi. Không sao. HO ở đây thì chúng ta tính như thế nào? HO tính như thế nào? HO tính như thế nào?
Các bạn nhìn cái tam giác vuông này. Vuông tại A nhé. B nhé. C nhé. O là trung điểm của BC nhé. Đó chưa? H là trung điểm của AB. Vậy các bạn nhìn cái thằng HO các bạn ấy, bằng một nửa thằng AC không? Bằng 1 phần 2 AC. Cộng AC bình phương chia 2. Đó, AC chia 2 tức là bình phương. Ta led mà, đúng không? H trung điểm, O trung điểm luôn. O trung điểm luôn. Rồi, tiếp tục chúng ta có cái gì? AC tính như nào? AC của các bạn tính dựa trên nó là bằng AB bình phương BC bình phương trừ đi AB bình phương bằng căn bậc 2. Căn bậc 2 của R bình phương của SAB. Được chưa? Cộng với cả AC bình nó chính là bằng BC bình phương trừ đi AB bình phương. Đó, chia cho 4, đúng không? Chia cho 2, tất cả bình phương đấy. Rồi, thì bây giờ ta sẽ có cái gì nào? BC các bạn là cái gì? BC các bạn tách vào nhá. BC chia 2 tất cả bình phương này. Đó, đây là cái đỉnh nguyên này. Thì tách ra ở dòng dưới. R của SAB bình phương cộng với cả BC bình phương chia 2. BC chia 2 tất cả bình phương trừ đi AB chia 2 tất cả bình phương. Ok chưa? Vậy các bạn sẽ có căn bậc 2 của thằng này như sau. R của SAB bình phương. Mà BC các bạn để ý này. BC của chúng ta nó chính là cạnh huyền. Và BC trên 2 nó chính là bán kính đường tròn ngoại tiếp của tam giác ABC. Bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác vuông mà là bằng một nửa cạnh huyền. Tức là thầy có là R của gì thôi? Tam giác ABC. ABC. Đó, bình phương. Trừ đi AB bình phương trên 4. Thế là xong. AB là gì? AB bản chất nó chính là giao tuyến hai mặt phẳng ABC và SAB. Vậy từ đây các bạn sẽ có một cái công thức để các bạn đi giải nhanh ở trong cái dạng bài như thế này. Công thức giải nhanh. Ta sẽ ghi ở đây. Giải nhanh. Thì R cầu lúc này nó bằng căn bậc 2. Lần sau, giờ công thức giải nhanh luôn. Chứ còn tính chứng minh thằng này nó hơi mất thời gian. Là R1 bình cộng R2 bình phương trừ đi AB bình phương chia 4. Ở đây R1, R2 là cái gì? Trong đó R1 là bán kính của mặt phẳng số 1 nhá, có hai mặt phẳng 1 nhá, mặt phẳng 1 nhá. Nó đang vuông góc với cả mặt phẳng số 2 nhá. Đề bài cho ấy nhá, đề bài cho. Mặt phẳng 1 vuông góc mặt phẳng 2, được chưa? Và R1 là bán kính của mặt phẳng 1, R2 là bán kính đường tròn ngoại tiếp của mặt phẳng số 2. Còn AB là gì? Là giao tuyến của mặt phẳng 1 và mặt phẳng 2. Và mặt phẳng 2. Được chưa nhỉ? Vậy các bạn sẽ có tổng cộng công thức là nhỉ? R cầu bằng căn của R1 bình cộng R2 bình phương trừ AB bình phương trên 4. Trong đó R1, R2 là bán kính đường tròn ngoại tiếp của hai mặt phẳng vuông góc với nhau. Các bạn ghi công thức cuối cùng này vào vở cho thầy. Và có thể là cái đoạn chứng minh các bạn không nhớ, nhưng công thức là bắt buộc phải thuộc cho thầy. Rồi. Cho hình chóp SABC, mặt phẳng SAB vuông góc với mặt phẳng ABC. Tam giác ABC làm tam giác vuông tại A. Ở đây người ta cho các bạn AB bằng 3 và AC bằng 4, đúng không? Và lấy H thuộc trên AB sao cho AH thì bằng 2 lần HB. Và người ta biết rằng SH vuông góc với mặt phẳng ABC và góc giữa SA và cái mặt đáy ABC là bằng 30 độ. Người bắt các bạn tính thể tích khối cầu ngoại tiếp của SABC. Thế đây là các bạn nhìn ngay SABC thì đang có hai mặt phẳng vuông góc với nhau. Chúng ta rơi vào cái dạng số 3 rồi, đúng không? Nào, chúng ta sẽ xử lý bài này. Vẽ qua hình một chút nhé. A này, B này, C này. AH thì bằng 2 là HB. Chia thằng này là 3 đoạn, AH chia 2 đoạn, đúng không? Và từ đây các bạn kẻ thẳng đứng lên thôi. Ok, S đây. Chứ nhờ, SH vuông góc về đây. Rồi, đây là góc vuông. Tam giác ABC vuông tại A. Rồi. Ta cho các bạn AB bằng 3, AC bằng 4. Ok, vậy thì BC các bạn tính dễ dàng là Pythagore bằng 5, đúng không? 3, 4, 5. Rồi, góc giữa SA và đáy bằng 30 độ. Các em phân tích cho thầy góc giữa SA và đáy là góc nào? Góc giữa SA và mặt phẳng ABC của chúng ta. Đó chính là góc SA gì em nhỉ? SAH, đúng không? Trên đường cao là H. Góc này người ta cho bằng 30 độ. Rồi,
SH bằng 30 độ. Thầy khoanh cái thằng SH vào nhá, 30 độ. Rồi, bây giờ người ta hỏi các bạn là gì? Tính thể tích của không ngoại tiếp của SABC. Muốn tính thể tích khối không ngoại tiếp, các bạn áp dụng công thức là gì? Căn của R1 bình cộng R2 bình phương trừ đi AB bình phương chia 4. Nói chung là AB mà. Bây giờ làm thế nào để tìm được bán kính mặt cầu ngoại tiếp, à, đường tròn ngoại tiếp của đáy? Rất đơn giản. Như ở đây, bán kính đường tròn ngoại tiếp, ngoại tiếp của tam giác ABC. Thì tam giác ABC là một tam giác vuông nên bán kính đường tròn ngoại tiếp thì bằng một nửa cạnh huyền thôi. Thì còn R1 của các bạn ấy nó bằng là BC chia 2, tức là bằng số 5/2, đúng không? Rồi, nhưng bây giờ làm nào để tính được bán kính đường tròn ngoại tiếp của mặt phẳng SAB? Thì muốn tính bán kính đường tròn ngoại tiếp của mặt phẳng SAB, các bạn thấy ngay đây là một tam giác thường thôi. Đây là tam giác thường. Vậy muốn tính được tam giác thường này ấy, thì các bạn làm như thế nào? Bây giờ chúng ta sẽ muốn dùng được bán kính đường tròn ngoại tiếp, các bạn nhớ đến công thức liên quan đến diện tích. Diện tích của một tam giác nó bằng là ba cạnh nhân với nhau, a nhân b nhân c chia bao nhiêu? 4r, đúng không? A nhân b nhân c chia 4r, được chưa nhỉ? Đó, a nhân b nhân c chia 4r. Rồi, thì các bạn cũng ra được bán kính đường tròn ngoại tiếp thôi. Nào, bây giờ nhiệm vụ các bạn là muốn áp dụng được cái thằng diện tích, công thức diện tích S bằng A nhân B nhân C chia 4R đấy, thì R sẽ bằng A nhân B nhân C chia 4 lần diện tích. Vậy các bạn phải ra được diện tích và ra được độ dài của từng cạnh một cho thầy. Nào, thế bây giờ ra được diện tích và độ dài từng cạnh nhé. Thế là diện tích thì tính rất đơn giản thôi. Bởi vì các bạn sẽ có AH chúng ta bằng bao nhiêu đây? AH các bạn ấy, nó bằng 2/3, đúng không? AB nên nó còn là 2/3 × 3 thôi. Đó, 2/3 × 3 còn số mấy thôi? Số 2, đúng không? AH bằng số 2. Tương tự góc này bằng 30 độ thì các bạn dễ dàng tính được ngay thằng SH bằng bao nhiêu. SH bằng bao nhiêu? SH của tôi nó bằng là thằng này là cạnh đối so góc này, còn AH là cạnh kề. Đối với kề em dùng gì em nhỉ? Dùng tan, đúng không? SH của em xét tan tác đi cho dễ nhá. Ta vô SAH. Em có điều gì? Em có cái thằng SH của em nó bằng là tan của góc SAH. Em nhân với cả thằng gì? Em nhân với thằng AH. Em hiểu không nhỉ? Rồi, vậy tan của góc này là góc 30 độ là căn 3/3. Căn 3/3 nhân cả AH là bằng số 2. Xong, đấy là SH. Vậy thì em có ngay diện tích tam giác rồi. Diện tích của tam giác SAB thì bằng 1/2 chiều cao là SH nhân cả cạnh đáy, đó là cạnh AB. Vậy 1/2 này, SH là 2 căn 3/3. AB của các bạn là bằng số 3 thôi. Vậy các bạn rút gọn đi, các bạn còn căn 3 thôi. Diện tích tam giác còn căn 3. Gì nhỉ? Xong diện tích tam giác thì các bạn phải tính ra độ dài của từng cạnh một cho thầy để các bạn ra được cái công thức bán kính đường tròn ngoại tiếp, đúng không? Nào, thì bây giờ làm nào để ra R? Làm nào để ra các cạnh? Thì bây giờ ở đây thầy có SH rồi, thầy có AH rồi, thì tính dễ dàng là thằng EDA, đúng không em? EDA. Thì ở đây theo tam giác vuông này thì các bạn sẽ có thì đây EDA của các bạn ấy. Thì Pythagore là căn bậc 2 của SH bình phương cộng cả AH bình phương. Được chưa nhỉ? SH bình cộng AH bình. Mà SH các bạn sẽ có là 2 căn 3/3, đúng không? 2 căn 3/3. Rồi, còn thằng AH của chúng ta là bao nhiêu? Là bằng 2 thôi. Đây, vậy kết quả là 4 căn 3/3. Xong rồi SH. Vậy tính nốt SB nhé. SB em tính như nào? SB em tính dễ dàng là em cũng Pythagore thôi. SB nó bằng căn của gì thôi? À, nó bằng căn của SH bình cộng với cả BH bình phương. Mà BH thì bằng 1/3 cái thằng AB thôi, đúng không em? À, vậy chỗ này căn của bao nhiêu? BH là còn 1 thôi, đúng không? 1/3. Kết quả là căn 21/3. Căn 21/3. Thế là xong. SA, AB. Vậy ở đây thầy ra được bán kính này. Bán kính của đường tròn ngoại tiếp. Ngoại tiếp tam giác SAB. Thế công thức là gì? R số 2 này nó bằng là ba cạnh nhân với nhau, SA nhân SB nhân AB chia cho 4 lần diện tích của tam giác SAB. Rồi đến đây thì các bạn thay số vào thôi là được nhá. SA của chúng ta bằng bao nhiêu? 4 căn 3/3. SB các bạn là bằng căn 21/3. AB thì bằng số 3. Và diện tích tam giác thì bằng bao nhiêu?
bằng căn 3. Gì nhỉ? Vậy các bạn còn căn 21 trên 3. Ok, đẹp quá nhỉ? Đẹp quá. Vậy ra được R2 rồi. Đến đây các bạn dễ dàng ra được ngay bán kính thể tích của khối cầu ngoại tiếp, thì các bạn tìm bán kính đã. Nào, R cầu, mặt cầu ngoại tiếp RABC. Thì R cầu các bạn bằng gì đây? À, căn của R1 bình cộng R2 bình phương trừ AB bình phương trên mấy? Trên 4 đúng không? Bằng căn của R1 bình cộng R2 bình phương trừ đi AB bình phương trên 4. Ở đây R1 là gì? R1 của chúng ta là bằng 5/2. R2 là căn 21 trên 3. Và AB các bạn là bằng số mấy? Số 3, đúng không? Kết quả các bạn là căn 57/3. Xong. Vậy suy ra thể tích khối cầu V cầu chúng ta 4/3 PR mũ 3 bằng, kết quả là bằng 76 căn 57 chia 27 pi để kết thúc bài toán nhá. Đó, thế đây là cách tính toán của những cái bài mà kể cả cái mặt bên các bạn ấy nó là một tam giác thường, thì cách để xác định ra cái bán kính đường tròn ngoại tiếp thì như nào, thì các bạn thông qua yếu tố diện tích nhá, thông qua yếu tố diện tích. Có thể tam giác có những bài cho sẵn cạnh thì các bạn dùng Heron cho nhanh nhá, để kết thúc. Bây giờ chúng ta còn chuyển sang dạng cuối cùng, đó là cái dạng về khối chóp mà có tất cả các đỉnh đều nhìn vào cạnh dưới góc 90 độ. Nào, đi vào bài toán dạng 4. Mặt cầu ngoại tiếp khối chóp có các đỉnh đều nhìn vào cạnh dưới góc 90 độ. Như kiểu góc chắn ở đường tròn ấy, nhưng bây giờ là trong cái định nghĩa về mặt cầu, nếu như có tập hợp những cái điểm mà đều nhìn một cạnh nào đó đều dưới góc 90 độ thì đấy chính là mặt cầu có đường kính, ví dụ đều nhìn AB thì đấy là đường kính AB nhá, như ở đường tròn ngoại tiếp đúng không? Nhưng bây giờ là nhiều tập hợp nhiều điểm tất cả thì lúc đấy là nó là mặt cầu. Đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ có những cái dạng hay gặp như sau. Các bạn nhớ luôn cho thầy nhá, những dạng hay gặp, những bài toán thường xuyên gặp này. Hay gặp thì cái này các bạn nên thuộc luôn để các bạn làm trắc nghiệm. Thứ nhất, loại thứ nhất ở đây là cho chóp SABC. Rồi, chọn SABC. SA vuông góc phải đáy này. SA vuông góc phải đáy. Và cái tam giác ABC các bạn vuông tại B nhé. Vuông tại B. Chưa nhỉ? Vuông tại B. Rồi. Thì mặt cầu ngoại tiếp thằng này là thằng nào? Đây, thầy vẽ hình qua cho các bạn. Thực ra cái dạng này nó chính là dạng số 1 đấy. Đó, cái bài toán này này, loại thứ nhất này, nó là dạng 1. Chóp mà có cái gì? Có cạnh bên vuông góc với mặt đáy. Thì các bạn có công thức là gì? RD bình phương cộng AB bình phương. À, cộng SA bình phương trên 4, đúng không? R đáy bình phương cộng SA bình phương trên 4. Nhưng tuy nhiên ở đây thầy cho các bạn một cái hướng tiếp cận khác. Không chỉ dùng công thức. Thế bây giờ tam giác này vuông tại B này. Thì cái tất cả các đỉnh đều nhìn một cạnh dưới góc 90 độ là cái gì? À, các bạn để ý cho thầy. Thì có phải là SC này, tất cả đều nhìn SC dưới góc 90 độ. Tất cả các đỉnh còn lại là có mỗi đỉnh A và đỉnh B thôi, đều nhìn SC dưới góc 90 độ, cụ thể như sau. Ở đây SA cũng có một đáy nên góc SAC là góc 90 độ nên A đang nhìn SC dưới góc 90 độ. Ok chưa? Tiếp tục các bạn sẽ có thằng AB, à xin lỗi BC, nó vuông góc với cả AB và BC cũng vuông góc với SA. Tức là BC đang vuông góc với mặt phẳng SAB, hai cạnh mà. Khi BC vuông góc với SAB rồi thì hiển nhiên BC các bạn sẽ vuông góc với thằng gì? SB. Được chưa nhỉ? Vậy ở đây chúng ta sẽ thấy ngay là gì? Là gì? Là cái thằng B này cũng đang nhìn SC góc 90 độ. Vậy cả A và C đang nhìn A và B đều nhìn SC góc 90 độ. Thì lúc này cái bán kính các bạn ấy hay tâm ấy nó chính là trung điểm SC luôn. Đó, trung điểm SC luôn. Được chưa nhỉ? Nhiều các góc chắn ở đường tròn có đúng không em? Đây là góc chắn đường như kiểu mặt cầu ấy. Được chưa nhỉ? Vậy thì các bạn sẽ thấy ngay là gì? Từ bây giờ các bạn cứ nhìn tất cả các đỉnh nào đều nhìn một cạnh nào đều dưới góc 90 độ thì chắc chắn là cái đường kính nó chính là cạnh đó và tâm nó chính là trung điểm là xong. Vậy ở đây mặt cầu ngoại tiếp
Ngoại tiếp, thế có tâm của chúng ta là trung điểm của SC thuộc luôn nhé. Và R các bạn là bằng SC chia 2. Rồi, đây là thằng thứ nhất. Số 2 là chop SABCD. Nâng cấp một chút so với thằng này thôi, vẫn là SA vuông góc về đây. Rồi, ABCD là hình chữ nhật. Rồi, thì bây giờ các bạn để ý, tất cả cũng đều nhìn SC dưới góc 90 độ. Lý do tại sao? Nhất SA vuông góc vào đáy nên góc này là góc vuông hiển nhiên rồi. A nhìn SC dưới góc 90 độ. Thứ hai, BC vuông góc với SAB, đúng không em? Nên suy ra BC cũng vuông góc với SB, đây cũng góc 90 độ. Vậy tương tự như thế, thằng này cũng góc 90 độ này. CD vuông góc với SAD nên CD vuông góc với SD. Vậy tất cả D, A, B đều nhìn cái cạnh còn lại, đó là cạnh SC dưới góc 90 độ. Vậy thì suy ra cái đường kính của mặt cầu ngoại tiếp nó chính là thằng SC và tâm là trung điểm SC. Thế là xong. Được chưa nhỉ? Vậy ở đây chúng ta sẽ có mặt cầu ngoại tiếp. Ngoại tiếp. Tâm là trung điểm SC. Và bán kính R các bạn là bằng SC chia 2. Thế là xong nhá. Đó, tất cả các đỉnh đều nhìn một cạnh dưới góc 90 độ. Số 3 vẫn là thằng này, chop SABCD. Chop SABCD. SA vẫn vuông góc về đây. AH thì nó vuông góc với cả SB. AK vuông góc với SC. Ở đây thì cho luôn là H và K nằm trên SB với SC. Nhá. SB SC. Chơi luôn SD không nhỉ? Nào, AH. Ở trước AH AK trước đã. AH AK. Bây giờ chúng ta sẽ có bán kính của mặt cầu ngoại tiếp của, đây là SABCD nhé. Đây là SABC nhé. Không biết thằng nào. À, thầy vẽ hình cho các bạn ạ. Rồi, bây giờ nó hỏi các bạn là tìm bán kính mặt cầu ngoại tiếp. Mặt cầu ngoại tiếp của AHKCB. Đó, tìm như nào? AHKCB. Nhìn nó khó không? Khó đúng không? Bây giờ thầy cho các bạn kết quả luôn nhé. Để các bạn nhìn này, đó chính là cạnh AC. Đều nhìn AC dưới góc 90 độ. Lý do, các bạn nhìn ở đây, K nó vuông góc rồi. Suy ra, thầy nhiên K nhìn AC dưới 90 độ rồi. Các bạn nhìn B này cũng nhìn AC dưới góc 90 độ không? Kinh nghiệm là gì? Khi các bạn nhìn ra nhiều điểm nào đều nhìn một cạnh nào đó dưới góc 90 độ rồi, các bạn nghi ngờ cạnh này ngay. Được chưa nhỉ? Rồi mình đi chứng minh lần lượt. Vậy đây đã có B và K đều nhìn AC dưới 90 độ rồi, chỉ cần nốt điểm gì thôi, điểm H. Thì cụ thể ở đây H cũng nhìn AC dưới góc 90 độ. Lý do tại sao? Nhìn thì có vẻ hơi khó,
thực ra là AH nó vuông góc với SB. AH ở đây nó cũng vuông góc với BC do BC vuông góc với mặt phẳng SAB. Được chưa nhỉ? Nên BC vuông góc AH rồi. Tức là AH đang vuông góc với mặt phẳng SBC. Khi AH vuông góc với SBC thì AH cũng vuông góc với cả HC luôn. Được chưa nhỉ? Đó, cũng vuông góc với HC luôn. Nên suy ra H cũng nhìn AC góc 90 độ này. Đúng không? Đó. Và ở đây các bạn nhớ nhé, bán kính ở đây tâm là tâm đó trung điểm AC. À quên mất, không nói ABCD là gì. ABCD là hình chữ nhật nhé. Hình vuông cũng được. Được chưa nhỉ? Tâm là trung điểm AC, còn R các bạn nó bằng AC chia 2. Thế thôi, xong. Thứ hai, cái mặt cầu tiếp theo ở chỗ trong hình này, đó là mặt cầu ngoại tiếp của AHKS SAHK. SAHK thì dễ quá, bởi vì các bạn nhìn này, H và K đều nhìn cái góc cạnh SA này, dưới góc bao nhiêu độ em nhỉ? 90 độ, đúng không? Đều nhìn SA dưới góc 90 độ. Đó, đều nhìn SA dưới góc 90 độ. Vậy tâm các bạn là trung điểm SA. Đó, còn bán kính các bạn R là bằng SA chia 2. Thế thôi, xong. Và hình cuối cùng để cho các bạn cái bài toán này. Vẫn là cho SABCD. SA vuông góc với đáy. Đấy. Ở đây AH vuông góc với SB. AK lại vuông góc với cả SD. Được chưa? ABCD là chữ nhật. Đây chữ nhật. Rồi. Bây giờ nó hỏi các bạn là gì? Bán kính mặt cầu ngoại tiếp của SAHK thì nó vẫn là nhìn SA theo góc 90 độ. Con này dễ, nó dùng con bên này. Bây giờ thầy sang cái con khó hơn, đó là thể tích của mặt cầu ngoại tiếp của AHK. AHK BCD. Thì nó dị hơn nhiều. Nhá. Mặt cầu ngoại tiếp. AHK BCD. Rồi, thì nó chính là nhìn AC dưới góc 90 độ. Lý do, các bạn để ý, chúng ta rất rất nhiều góc, đó là B và D đều nhìn AC dưới góc 90 độ chưa? Rồi, tương tự các bạn đã có AH lại vuông góc với mặt phẳng SBC, nên AH sẽ vuông góc với HC, hiển nhiên luôn. Đúng không? AH vuông góc với HC nên suy ra H đang nhìn AC góc 90 độ. Tương tự như thế, AK vuông góc với SCD, nên AK cũng vuông góc với cả thằng KC, nên hiển nhiên là AK vuông góc với KC rồi, nên góc này bằng 90 độ. Đó, vậy H, K, B, D đều nhìn AC góc 90 độ. Vậy thì cái tâm của chúng ta đó chính là trung điểm của AC. Bán kính là R bằng AC chia 2. Rồi, các bạn có thể thấy là những cái hình mà thầy cho các bạn ở bên này này, đó là những hình nó rất là dị. Hình nó dị, nó không rơi vào cái trường hợp 1, dạng 1, dạng 2, dạng 3 thầy cho các bạn, đúng không? Không rơi vào đường cao vuông góc ở đáy, không rơi vào các cái bè bằng nhau, cũng không rơi vào cái hai mặt phẳng vuông góc với nhau. Hình nó hơi dị. Vậy thì khi các bạn nhìn hình nó hơi dị như thế thì các bạn hãy chú ý xem là gì, mặt cầu ngoại tiếp những hình dị có tất cả các đỉnh đều nhìn cạnh nào dưới góc 90 độ hay không. Ở đây thầy nói một vài bài thôi, đó là bài hay gặp nhất, còn đâu chúng ta sẽ có rất rất nhiều bài khác. Tuy nhiên thì cái việc biến đổi thì các bạn chỉ cần đặc biệt lưu ý là các bạn có linh cảm là tất cả các đỉnh đều nhìn cạnh nào dưới góc 90 độ, thường thì các đỉnh, đa phần các đỉnh đều nhìn đã góc 90 độ sẵn rồi, đa phần các đỉnh rồi. Vậy có những đỉnh còn lại nhìn nó khó hơn một tí theo thì các bạn có thể tự quyết luôn nhá, và tìm cách chứng minh. Tự quyết luôn cái cạnh đấy là đường kính và đi tìm cách chứng minh, được chưa nhỉ? Còn trong phòng thi mà nó dối quá, nó bi quá rồi thì các bạn chẳng cần chứng minh gì cả. Nhận diện luôn, đấy là cạnh chúng ta cần tìm. Đã, liều luôn nhá. Nhưng thầy không muốn các bạn liều, thầy hãy hiểu bản chất làm nào để chứng minh được. Được chưa nhỉ? Chúng ta dựa vào đường góc với mặt là chính thôi. Đây là những dạng toán chúng ta gặp. Bây giờ các bạn dừng video lại và ghi cho thầy những cái lý thuyết thầy vừa cho các bạn, và chúng ta cùng chuyển sang các ví dụ nhé. Rồi dạng cuối cùng, dạng 5, mặt cầu ngoại tiếp của lăng trụ đứng. Lăng trụ đứng ấy thông thường là chúng ta sẽ hỏi liên quan đến hình hộp chữ nhật. Hình hộp chữ nhật hoặc hình lập phương. Thì hình hộp chữ nhật là tổng quát luôn hình lập phương nhá. Thì cái tâm của nó ấy, nó chính là cái tâm đối xứng, tức là cái điểm mặt cầu ngoại tiếp của cái hình hộp này này là điểm cách đều tất cả các đỉnh của hộp, đúng không?
Thì ở đây cái điểm cách đều cách hộp thì các bạn để ý nó chính là tâm đường tròn ngoại tiếp luôn. Thì chỉ cần cách đều cả hai mặt đáy, tâm tròn ngoại tiếp cách đều các đáy rồi nhá. Vậy để cách đều hai mặt đáy thì nó là trung điểm của cái trục đáy này này, nó chính là điểm Y. Hay chúng ta thường tính là bằng AC chia mấy? AC chia 2. A phẩy C chia 2 nhá. Hoặc là AC phẩy chia 2 đều được. AC phẩy chia 2. Nhớ thầy, tâm Y là trung điểm của AC phẩy chia 2, hoặc là các bạn nối hai cái tâm O và O phẩy vào cũng được thôi, là trung điểm. Được chưa? Thì các bạn có một công thức như sau đấy, nó bằng căn bậc 2. Nó bằng x bình cộng y bình cộng z bình chia cho 2. X, y, z là cái gì? X ý, nếu là hình hộp ý, thì tất cả các cạnh này nó vuông góc với nhau. Các bạn để ý, tất cả thằng này vuông góc với nhau. Đúng không? Vậy ở đây x của thầy tạm gọi là gì? Chiều dài này, chiều rộng này, và z là chiều cao nhá. X là chiều dài. Đấy. Y là chiều rộng của đáy, H là chiều cao. Thì các bạn dùng công thức này là chắc chắn sẽ ra thôi. Đó chính là cách để ra được AC phẩy. Đơn giản, Pythagore các bạn nhìn này. Khi các bạn tính được AC, A phẩy C thì nó dùng cái gì đây? Là nó dùng là A phẩy bình phương, nó chính là Z bình cộng với cả cái cạnh này bình phương. A phẩy C phẩy bình phương. Mà A phẩy C phẩy bình phương nó là X bình cộng Y bình luôn chưa? Đó, nên các bạn công thức luôn. Căn của X bình cộng Y bình cộng Z bình chia 2. Nhớ thầy cái điều này. Rồi, bây giờ thầy đi vào ví dụ. Cho hình chóp NABC có đáy ABC là một tam giác vuông cân tại B, và BC bằng A nhỏ cạnh bên SA vuông góc về đáy. H và K là lượt hình chiếu của A lên SB và SC. Thì phân tích của khối cầu ngoại tiếp AHKBC nào. Ok, SA vuông góc về đáy. Rồi, BC thì bằng A nhỏ bằng 1 này. Rồi, H và K là hình chiếu của A lên SB và SC. Rồi, tìm thể tích của khối cầu tạo bởi mặt cầu ngoại tiếp AHKBC. Ok, AHKBC. Tam giác này vuông cân tại B. À, các bạn sẽ liên tưởng là tất cả các đỉnh đang nhìn cạnh nào cho góc chiếu biên độ của AKBC đây. À, đó là nhìn thẳng AC, đúng không? Nhìn thẳng AC góc chiếu biên độ. Em nhìn này, đây là góc chiếu biên độ không? Nhìn AC rồi. B cũng nhìn AC chiếu biên độ chưa? Chỉ có nốt điểm H thôi. Như thầy nói là AH của em nó vuông góc với mặt phẳng SBC. Do AH vuông góc với SB và AH vuông góc BC nên AH sẽ vuông góc với HC luôn. Bởi vì HC nằm trong mặt phẳng SBC. Vậy góc này cũng nhìn thẳng AC theo góc chiếu biên độ chưa? Vậy tất cả các đỉnh đều nhìn AC theo chiếu biên độ rồi. Vậy đến đây cái bán kính của các bạn ấy nó chính là gì ấy? À, AC chia 2 thôi, đúng không? Bằng nghĩa là AC chia 2. Thì bây giờ tam giác vuông cân tại B tạo hình 1 nên AC là bằng căn mấy? Căn 2. Hiển nhiên R là bằng căn 2 trên 2. Vậy đến đây các bạn ra được thể tích luôn, đúng không em? 4/3 pi r mũ 3. Vậy trình bày như thế nào? Trình bày thì các bạn chỉ cần chứng minh cái đoạn vuông góc là được. Hoặc đâu trắc nghiệm chọn luôn, đúng không? R bằng căn 2 trên 2. Thì bây giờ trình bày thầy nó nhanh lại nhé. Thì các bạn sẽ có ngay ABC góc này bằng 90 độ đang nhìn thẳng này góc 90 độ, tương tự AKC cũng là 90 độ, nhìn AC góc 90 độ, đúng không? Mà AH như thầy nói là vuông góc với SB và AH vuông góc với cả BC, tức là AH của các bạn đang vuông góc với SBC. Điều này cũng suy ra được ngay AH vuông góc với thằng HC, nên suy ra cái góc điểm BHK cùng nhìn cái cạnh AC dưới một góc 90 độ. Nên hình chóp AHKBC nội tiếp cho mặt cầu tâm Y có cái đường kính là thằng AB là AC. Tâm Y, đường kính là AC nhé. Đường kính là AC, được chưa nhỉ? Vậy thì suy ra R của mặt cầu các bạn nó bằng là AC chia 2, tức là bằng căn 2 chia 2. Từ đây các bạn ra được ngay cái V của cầu, thể tích của khối cầu. V các bạn sẽ bằng là 4/3 pi r mũ 3. Chưa nhỉ? Vậy các bạn mũ lên cho thầy là xong. Ở đây bao nhiêu? 4/3 nhân với cả căn 2 trên 2 mũ 3. Các bạn còn là căn 2 trên 3 thôi. Rồi, thầy kết thúc bài toán nhá. Em hiểu ý tưởng không nhỉ? Đó, rơi toàn mẫu thì cho thôi. Vậy các bạn nhớ nhé. Kể cả các bạn không đi chứng minh được AH vuông góc với cả HC thì ít nhất là em cũng nhìn là cái dấu hiệu là cả K và B đều nhìn cái thằng AC ra góc 90 độ. Đa phần các đỉnh rồi, đỉnh còn lại hiển nhiên luôn. Yeah.
kết thúc. Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD là một hình vuông ngạnh A, tam giác SAB là một tam giác đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Bán kính mặt cầu ngoại tiếp khối chóp bằng bao nhiêu? Thì các bạn thì nghe bài này nó chóp mà có hai mặt phẳng vuông góc với nhau, đúng không? Vậy các bạn có thể áp dụng được công thức lúc nãy thầy cho các bạn rồi. Thì bây giờ ta sẽ có như sau. Để vẽ hình qua một chút này. Khi mặt bên nó bảo là tam giác SAB tam giác đều, đúng không? Đều thì các bạn sẽ lấy cái gì? À, đều thì các bạn sẽ lấy trung điểm trước đã. Các bạn kẻ thẳng đứng lên ra đây. Đó. Thì đường cao của mặt bên là gì? Thì đấy là đường cao của chóp luôn. S. Rồi. Đây là hình vuông đúng không? Và đây đáy hình vuông cạnh bằng A nhỏ bằng 1, tức là tam giác đều này cạnh bằng 1 luôn. Lý do là gì? Là AB các bạn bằng 1 nên suy ra tam giác SAB là nó đều cạnh bằng 1 luôn. A nhỏ đấy. Thì bây giờ ta hỏi là bán kính mặt cầu ngoại tiếp khối chóp bằng bao nhiêu? Thì bây giờ cái công thức của chúng ta ấy, khi có hai mặt phẳng vuông góc với nhau thì R cầu các bạn bằng gì? À, công thức là bằng căn bậc 2 của R1 bình phương cộng R2 bình phương trừ đi AB bình phương trên 4. Đúng không? Mà đây các bạn thấy này, R1 là bán kính đường tròn ngoại tiếp của mặt phẳng số 1 và R2 là bán kính mặt phẳng đường tròn ngoại tiếp của mặt phẳng số 2. Hai mặt phẳng này bắt buộc là vuông góc với nhau. Cụ thể là bán kính mặt cầu ngoại à, đường tròn ngoại tiếp của SAB và bán kính đường tròn ngoại tiếp của hình vuông ABCD. Thì bây giờ cái bán kính đường tròn ngoại tiếp của đáy trước nhá. R của đáy ABCD là cái gì? Thì bán kính đường tròn ngoại tiếp của hình vuông nó bằng là cái gì em? Cạnh nhân căn 2 chia 2. Cạnh bằng 1 rồi nên còn căn 2 chia 2 thôi. Cạnh 1 nhân căn 2 trên 2 bình phương này cộng bán kính mặt cầu đường tròn ngoại tiếp của SAB là cái gì? SAB là một tam giác đều cạnh bằng 1 nên bán kính đường tròn ngoại tiếp của tam giác đều là bằng cạnh nhân căn 3 trên 3. Các bạn sẽ có là căn 3 trên 3. Tất cả bình phương. Còn AB là gì? AB là giao tuyến chung của hai mặt phẳng này. SAB và ABCD giao tuyến chung là AB nên các bạn trừ đi AB là giao tuyến chung cạnh bằng 1 thôi, phần 4. Thì đây các bạn sẽ kết quả rồi. Và chúng ta sẽ có chỗ này là 2 cộng 3 là 5. 5 đúng không? Rồi, chỗ này các bạn sẽ có 1 phần 2 này cộng cả 1 phần 3 này chứ 1 phần 4 này. Được chưa em nhỉ? Rồi, mẫu chung là 12 đúng không? Mẫu chung là 12. Vậy các bạn cần chỗ này nhân với 6. 6 này cộng 4 này trừ 3 này đúng không? Chia cho 12 thì các bạn sẽ có là 7 phần 12 đúng không? 7 phần 12 căn 7 7 phần 12. Rồi. Căn 7 trên 12. Các bạn chụp căn lên xem nào. Là bằng bao nhiêu? 7 nhân với cả 12 trên 12 đúng không? Trên 12. Rồi, và căn 12 nó là cái gì? Căn 12 ấy, nó chính là bằng 3 nhân 4, tức là bằng 2 căn 3 đúng không? 2 căn 3. Vậy các bạn sẽ có là căn 21 chia cho 6. Chưa nhỉ? Vậy đáp án cần chọn là đáp án gì? À, nhá, rất đơn giản. Thế kết thúc. Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD là một tứ giác có AB bằng A nhỏ, BC bằng căn 3 và CD bằng căn 2, AD bằng căn 2 và AC là bằng 2. Wow. Cho các cạnh này. Cạnh bên SA vuông góc với đáy và SA bằng 2 căn 3, tìm bán kính của mặt cầu ngoại tiếp khối chóp là gì? Nào, chúng ta sẽ vẽ hình ra một chút nhé. Đây nó nói tứ giác thôi, chẳng nói tứ giác gì cả. Rồi, vậy tứ giác bình thường. Rồi, ở đây thì có AD. ABCD. AB các bạn là bằng A nhỏ bằng 1 này, BC là bằng căn 3 này. CD là bằng căn 2. AD bằng căn 2. Và AC chúng ta sẽ bằng là 2. AC bằng 2. Ừ. SA vuông góc với đáy, SA bằng 2 căn 3. Rồi. Bán kính mặt cầu ngoại tiếp của chóp là gì? Ok, vậy ở đây em phải liên tưởng xem là có cái mấu chốt vấn đề gì ở trong cái hình này hay không. Thì các bạn cho thấy ngay, người ta cho các bạn đầy đủ quá nhiều cạnh rồi. Chúng ta xem nó có phải là
tam giác vuông ở trong thằng nào hay không. Cụ thể đây các bạn thấy căn 3 1 và 2 này. Căn 3 bình là 3, 3 cộng 1 là 4 chưa? 1 bình là 4. Vậy ở đây chúng ta sẽ có đây là góc vuông này. Tam giác vuông nhá. 1 bình cộng căn 3 bình phương là bằng 2 bình phương. Tương tự, căn 2 bình cộng căn 2 bình là mấy rồi? Là 4. Căn 2 cộng 4 là 2. Vậy đây cũng là góc vuông. Được không? Pythagore đảo, đúng không? Pythagore đảo. Theo Pythagore. Nào, thì các bạn sẽ suy ra được này, cái tam giác ABC vuông tại B và tam giác ACD vuông tại D. Xin chào. Vậy ở đây các bạn để ý là vậy cái mặt cầu ngoại tiếp của cú chóp này tất cả đều nhìn cái thằng AC giữa góc 90 độ không? Đều có vẻ nhìn như AC góc 90 độ. Nhưng khoan nhá. Khoan nhá. Nếu mà nhìn AC góc 90 độ ấy, thì điểm S này cũng phải nhìn AC góc 90 độ. Nhưng các bạn nhìn S có nhìn AC góc 90 độ được không? Khó, không đúng không? Không. Không. Ta sẽ liên tưởng cạnh khác đi. Cạnh khác đi. Đó là thằng SC thôi mà. SC. Ở đây SA cũng có vẻ đáy này. Thì ở đây A đang nhìn SC góc 90 độ. Vậy các bạn thử chứng minh nốt là các đỉnh còn lại cũng nhìn SC góc 90 độ xem như nào. A đã nhìn rồi chỉ còn nốt thằng B và D thôi. Ở đây thầy có BC nó vuông góc với cả AB, BC lại vuông góc với SA nữa, tức là BC đang vuông góc với SAB, đúng không? BC vuông góc SAB, BC vuông góc SAB. Nên BC sẽ vuông góc với thằng gì luôn? SB luôn. Được chưa? Vậy điểm B cũng đang nhìn SC theo 90 độ chưa? Rồi, tương tự CD vuông góc với AD. CD vuông góc với SA nên CD vuông góc với SD ngay lập tức. D cũng là nhìn SC góc 90 độ. Vậy thì ở đây A, D và B đều nhìn SC, đều nhìn SC dưới góc 90 độ. 90 độ. Nên đâm ra ở đây mặt cầu ngoại tiếp. Ngoại tiếp SABCD thì chúng ta có hai điều. Thứ nhất là tâm của chúng ta là trung điểm của thằng gì? SC và R các bạn là bằng SC chia mấy? SC chia 2. Đó, SC chia 2. Vậy làm nào ra là SC? Thì nó bằng là SA cộng AC bình phương thôi, bằng căn bậc 2 của SA bình cộng với cả AC bình phương chia 2. Đúng không? SA là bằng 2 căn 3. 2 căn 3 bình phương là bằng 12. 12 cộng với cả chỗ này AC bình phương nên là 4, là 16. Vậy chỗ này còn số 4 thôi, đúng không em? 4, 4 chia 2 là còn 2. Rồi, R bằng 2. Đáp án cần chọn là đáp án gì? C. Được, để kết thúc. Thể tích khối cầu ngoại tiếp của một hình lập phương có thể tích là 4 phần 3 pi. Thể tích của V của khối lập phương là gì? Tức là người ta cho các bạn sẵn cái thể tích của khối cầu rồi bắt đi tính thể tích của khối lập phương. Đúng không? Dễ thôi. Rồi, đây là A này, B này, C này, D này, A phẩy, B phẩy, C phẩy, D phẩy, được chưa? Vậy, thể tích khối lập phương ấy, thầy tạm thời gọi cạnh của khối lập phương, gọi cạnh của khối lập phương nhé. Khối lập phương là x gì đi, suy ra, V của khối lập phương, nó sẽ là x gì mũ mấy, x mũ 3, đúng không? X nhân x bình phương. Đó, x nhân x bình phương. Đó. Tức là cách đều bằng x gì mà. Được chưa nhỉ? Vậy ở đây chúng ta sẽ có ngay cái thằng thể tích chúng ta đã bằng x nhân với cả diện tích đáy là x bình phương. Đấy, x mũ 3. Rồi, bây giờ làm nào để ra x? Thì các bạn thấy ngay là đề bài người ta cho các bạn sự kiện liên quan đến cái thằng mặt cầu ngoại tiếp của khối lập phương này. Thì mặt cầu ngoại tiếp của lập phương công thức là gì? Mặt cầu ngoại tiếp khối lập phương nhá. Lập phương chúng ta sẽ có R chúng ta sẽ bằng là A phẩy C chia mấy, chia đôi thôi, tức là bằng căn của dài cộng rộng cộng cao bình phương, đúng không? X bình cộng x bình cộng x bình, nó là x bình này, dài cộng rộng chiều cao đều là x bình hết, chia 2 thôi. Vậy các bạn sẽ có là bao nhiêu? X xì căn 3 trên 2. Thấy không? Đó, rất ra là rất là nhanh thôi. Pythagore là xong. Đấy, hoặc các bạn nhớ luôn công thức x dài cộng rộng bình phương, dài bình phương cộng rộng bình phương cộng cao bình phương chia đôi. Ra rồi,
Mà ở đây V suy ra V của cái mặt cầu là bằng bao nhiêu em? 4/3π. Tương đương với điều gì? Tương đương với cả x nhân căn 3 trên 2 bằng 4/3π. Đúng không em? R đấy. Ô, 4/3π, được chưa nhỉ? Tích khối lập phương là bằng 4/3π nhân R mũ 3. Đúng không? 4/3π R mũ 3. Thì thể tích người ta cho bằng 4/3π. Vậy rút gọn đi. Rút gọn đi các bạn sẽ còn x nhân căn 3 trên 2 bằng 1 thôi. Vậy từ đây tương đương các bạn sẽ có x bằng 2 trên căn 3. Thế thôi, xong rồi. Các bạn thay x vào đây là ra này. Vậy thì có lập phương bằng gì? 2 trên căn 3 tất cả mũ 3. Đúng không? Chỗ này bằng 8 chia cho 3 căn 3. Được chưa nhỉ? Thế các bạn có 8 căn 3 trên 9. Xong, vậy là bạn cần chọn đáp án B. Thế kết thúc.